Thưa quý vị và bà con, nhằm gia tăng giá trị cà phê, một trong những việc làm được các địa phương thực hiện là tri thức hóa nông dân. Ngoài đào tạo người nông dân nắm bắt kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thì kỹ thuật phơi sấy, chế biến, bảo quản sau thu hoạch là khâu quyết định chất lượng thành phẩm của hạt cà phê Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ ngày đầu tư hệ thống chế biến ướp tại nhà, mỗi lần thu hái cà phê, gia đình bà Nguyễn Thị Dương có thể chế biến ngay trong ngày. Công việc diễn ra nhẹ nhàng, thong thả, cà phê lại có giá cao khi bán ra. Làm cà này là có 3 loại, một loại trên là khô rạc là mình phơi riêng ở đầu kia, còn loại này là chín loại một, còn loại này trong bao này là loại xanh. Thì nói chung bà con cũng là phân loại được mấy cỏ máy nó lừa cho như nếu họ đưa về một chương trình mà để thủ công thì chắc là không làm được. Làm quả máy móc này thì cà phê nó được lừa xanh, xanh chín, nó chín mà cái sản phẩm nó giá nó lại chất lượng hơn. Rồi cái giá thành mà mang lại cho cái chỗ cà phê này thì nó cao hơn giá thị trường là 9 đến 10 ngàn trên một ký. Hiện nay hầu hết nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên đều thu hái xong thì xay xát, phơi sấy liền, không chất đống làm phát sinh nấm mốc, bao bì đựng sạch sẽ không dính hóa chất, phân bón. Thì cà phê chất lượng cao là chúng ta hái chín, hái lựa, chế biến tốt hơn, ví dụ như chế biến ướt, rồi chế biến honey, chế biến natural, rồi thì nó trở thành một cái chất lượng cà phê có chất lượng cao. Theo bản thân tôi, hiện nay thị trường cà phê tiêu thụ trong nước chúng ta cứ làm là hái chín nhiều hơn, phơi phóng tốt hơn thì bảo đảm bà con nông dân là thu hoạch theo giá là 30% theo cái giá trị gia tăng hiện nay là bình thường. Cả nước hiện có 710.000 hecta cà phê. Diện tích cà phê do nông hộ chăm sóc, thu hoạch, chế biến chiếm đến 85%. Chính vì vậy, khi nông dân làm chủ kỹ thuật chế biến bảo quản, chất lượng cà phê Việt Nam sẽ được gia tăng ngay từ vùng nguyên liệu.